Dạ. Chị họ tên gì? Dạ em Bùi Thị Thanh Hoa. Sinh năm mấy? Dạ sinh năm 75. Quê đâu? Dạ quê em ở Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai. Hiện giờ tạm trú đâu? Em tạm trú ở Cầu Ngang á. Bây giờ đến đây nhờ Hiệp Sĩ Hải tìm con phải không? Dạ dạ. Tìm con gái họ tên gì? Dạ Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Con gái bỏ đi lâu chưa? Dạ đi trưa thứ bảy. Đi mua cơm xong rồi là đi luôn. Chứ bảy giờ đi mua cơm xong đi luôn phải không? Dạ, đi cấp nguồn liên lạc cái này không liên lạc được luôn. Bà con bà lợi chia sẻ về mọi người, chia sẻ giùm hiện nay là tôi đang nhiều việc lắm ha. Nhiều việc ngày nay ngày 21 ngày buồn của tôi. Vợ tôi đã mất rồi nên bà con bà lợi chia sẻ giùm. Bà con bà lợi chia sẻ giùm tôi. Bé bị tiểu năng. Đưa hình. Dạ. Bé bị gì? Đưa hình bị, lên. Bị tiểu năng. Bà chị đưa hình là tôi quay lên cho nó rõ rồi, tôi còn nhiều việc lắm. Bà con có lời chia sẻ với mọi người. Bé bị thiểu năng nha. Bé này bỏ đi lâu chưa? Dạ đi bữa trưa thứ bảy. Thứ bảy này hả? Dạ. Nay mấy ngày? Ngày mấy? Tháng mấy? Ngày 12 á. Bà con có lời chia sẻ giúp dùm đi bữa ngày 12 tây tháng 11 năm 2022. Bà con có bắt lời chia sẻ giúp dùm mọi người. Mọi người là bắt chia sẻ giúp tôi. Tôi quá chuẩn việc. Bà con có lời chia sẻ giúp em. Bà con có lời chia sẻ giúp em. Bà con ơi, thấy bé này đâu điện thoại cho đại sĩ Vinh Hải 0913785858. Bà con bắt lỗi chia sẻ dùm. Con hình này ai đi? Cái người này là dẫn đi là em vô nhà mẹ. Phải dẫn đi sao biết nó dẫn đi? Dạ em vô nhà mẹ của nó ở Sóc Trăng á. Rồi xong rồi mẹ mới điện cho nó là nói con gửi con gái gì cho người ta đi. Tại vì con người ta đang trị bệnh tâm thần nữa. Rồi sao? Rồi cái nó nói chứ để đó rồi con đem về. Nó có nói có ghi âm này kia có bằng chứng không? Dạ không, lúc đó không ghi âm gì hết, nói với gia đình thôi. Bây giờ với dạ. Con mình thôi, ai mà gặp bé này đâu điện thoại cho đội Hiệp sĩ Vinh Hải 0913785858. Bà con bác loại chia sẻ giùm mọi người. Mọi người là bên chia sẻ giùm tôi ha. Bà con bác loại chia sẻ giùm. Thấy đâu điện thoại cho đội Hiệp sĩ Vinh Hải 0913785858. Bà con bác loại chia sẻ giùm bà con ơi. Rồi chị có nói đổi lời nói cho con nó về. Dạ. Thì mẹ đến đây á, là đi kiếm con nhưng mà mẹ không biết kiếm ở đâu, mẹ nhờ tới chú Hải ở Bình Dương. Nhưng mà nếu mà hai con á, mà nếu mà mẹ nghe nói là con Lâm Hoàng Anh á, dẫn bé Phượng đi, là lúc đó mẹ có vô nhà Lâm Hoàng Anh rồi thì mẹ Lâm Hoàng Anh là có dặn con dẫn bé Phượng về để cho uống thuốc. Nhưng mà nếu như hai con thật sự mà thương nhau thì tụi con cứ về đi, rồi hả mẹ sẽ hai bên tổ chức nói chuyện rồi để cho hai tụi con thương nhau. Đừng có trốn chui trốn nhủi nữa, rồi công ăn việc làm cũng không có. Rồi con của Hoàng Lâm thì cũng không ai nuôi, tụi con cứ về đi. Rồi mẹ sẽ lo lắng cho tụi con, tạo điều kiện cho tụi con, để tụi con là có cái công việc làm ăn, đừng có đi đâu nữa hết, để cho công việc ổn định. Tụi con cứ mạnh dạn cứ về đi. Về với mẹ, hai bên cha mẹ là đều biết nhau hết và cũng lên xuống với nhau rồi. Thì tụi con cứ ra đi, hai bên cha mẹ tạo điều kiện cho tụi con làm ăn, đừng có sợ. Đó bà, đó mấy hai em nghe không? Yeah. Em coi về đi nghe. Bà con có gì điện thoại điện Hiệp sĩ Vinh Hải 0913785858. Ở đây Đạo sĩ Vinh Hải làm miễn phí, không có tốn tiền nha bà con. Đây Đạo sĩ Vinh Hải làm miễn phí, không có tốn đồng nào đó. Bà con với lỗi chia sẻ giùm mọi người. Mọi người là vẫn chia sẻ ra. Mọi người là vẫn chia sẻ giùm tôi. Cảm ơn mọi người hãy chia sẻ lên. Đó mẹ nhớ hai con nè. Bà con bé thấy mẹ khóc nè. Bà con với lỗi chia sẻ giùm mọi người. Mọi người chia sẻ giùm. Mọi người là vẫn chia sẻ giùm tôi, mọi người chia sẻ giùm. Đó, mọi người chia sẻ mẹ khóc nè không? Mẹ khóc đó bà con bắt lời chia sẻ giùm. Đó chị có đôi lời gì bây giờ bé này sao hiểu năng sao biết yêu này kia là sao? Dạ cũng không biết lý do gì lên TikTok á thì em cũng có la em có con à. Con đừng có lên TikTok nữa. Đó, thí dụ thời gian con lên TikTok thì thôi con ngủ đi. Rồi không biết rồi nó thấy la nó rồi nó buồn cái rồi nó đi sao á. Rồi. Dạ. Bà con có lời chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ ngay là kìa. Bà con có lời chia sẻ cho tôi. Lúc này tôi bận nhiều lắm rồi, bà con có lời chia sẻ. Ai mà dắt bé này đâu điện thoại cho đội sĩ Vinh Hải 0913785858. Đây là đội sĩ Vinh Hải làm giúp dân, giúp miễn phí, không có tốn tiền bà con. Nhiều người bây giờ họ lấy hình ảnh tôi làm Zalo Facebook để nhắn tin người dân để xin tiền bạc là tôi không có nha. Mọi người hãy chia sẻ, hãy cảnh giác vấn đề này. Cảm ơn mọi người, cảm ơn.